Rồi. Lưu xíu mọi người ơi. 2, 3. Okay.
em vượt qua rồi. Tại vì là em vừa mới qua sinh nhật rồi. Ôi cái gì thế? Ủa nhưng mà bạn mới đi vô trong hả? Công lắm là quan nước Sài Gòn đó, sau đó là có những món ăn khác tiếp nữa sẽ được phục vụ tận tay. Bảo Anh, Quốc Thiên, Vũ Hà, Vũ Đại Sân Khấu, Giang Hồng Ngọc, nghệ sĩ Lan La. Cẩm Ly ơi, Cẩm Ly à, đạo diễn Minh Vi. Còn ai nữa ta? Anh Quang Linh ơi, anh Thái Châu, anh Elvis Phương, anh ca sĩ trẻ Kiwi, Phi Nhung ơi. Thật ra thưa quý vị, tôi quên lúc đầu Hương thông báo mọi người là mình sẽ không có live stream nha, không live stream. Tại vì nếu mà cái sự đặc biệt của mọi người có mặt ở đây nó là rất đặc biệt rồi. Tại sao mình phải phục vụ một số những người ở nhà không được quyền đặc biệt đó nữa? Thật ra là có rất là nhiều trung tâm đã trả lời, đã làm việc thương thảo để mà trả tiền để livestream nhưng mà không có chịu, không thèm. Thông báo này nó rất riêng biệt, cho nên là mọi người có thể bây giờ cũng lỡ rồi, hôm nay cũng chơi sao chơi đi. Còn có Phượng Vũ nè, anh Lê Quang, cho một tấm đông nghệ sĩ nhất giùm Hưng nha. Còn ai nữa? Ca sĩ Thiều Bảo Trang nè, Mèo Phương Uyên nè, lên giùm Hưng đi. Bình Minh, Hoàng Hôn, Phượng Vũ, Xuân Nghi, Cut the Voice, Quân Đâu The Voice, Inspector, tôi đến sông ca đâu. Tràn lên, nhanh lên. Cho nó rầm, nhạc sĩ Minh Nhiên. Ai nữa ta? Còn nhiều người lắm luôn á. Ai là nghệ sĩ, ca sĩ bước lên với Hương đi nha. Lên trên, cảm ơn, lên trên, phía sau. Ra phía sau, phía trước cho nghệ sĩ lớn. Nghệ sĩ lớn tuổi đó. Ra phía sau nha. Ai nữa ta? Đạo diễn trẻ Lâm Thành Kim. Come here. Lên luôn. Ra phía sau luôn, Lâm Kim. Ra phía sau đúng nha. Anh chị ngồi sao xuống đây với Hưng đi. Anh chị nè, Lý Trường. Hai Trường.
xuống đây, xuống đây, không có ngồi, đứng lên đó, được 6 người đang học tập lên đó. Lên đây, lên trên, lên phía sau. Và đứng dậy, ai cũng được này, lên đây luôn, đó. Ai hàng ngang đây nè. Xách đây, cả anh Thanh. Qua đây. Thành ơi, Thành xuống đây. Anh Quang lên xuống đây, con lên xuống đây. Anh Quang lên che, anh Quang lên hết tội nghiệp, con lên xuống đây đi. Đầy nguyên rồi. Rồi. Quang Vũ đâu, còn kia. Quang Vũ xuống đây, hôm nay còn ai nữa nè. Anh đã trâu, đã ngay phía xưa. Hồ chứ bị điện ảnh Ngọc Thanh Tâm lên đó. Thanh Tâm Hoài Lâm. Ngọc Thanh Tâm. Please. Nhanh lên nữa. Thank you. Oh my God. Cảm ơn nha, đang quay phim phải bỏ. Bắt đầu phim đóng máy sớm để quay về đó. Stay here luôn. Tôi được gặp với anh Vũ nha. Hoài Lâm ơi, con đâu rồi? Còn ai nữa nha? Anh Linh rồi, anh Linh trên rồi. Thanh Thảo có không? MC Xuân Thảo luôn rồi thôi. Rồi ha, chụp hình ha. À, sẵn cho mời siêu mẫu Cẩm Nhung đi. Một người bạn thân của anh ở đây. Mọi người có đồng ý không là phải mời diễn viên điện ảnh kỳ cựu Thủy Tiên đúng không ạ? Chị Thủy Tiên, chị là nghệ sĩ đó nha. Chứ không phải chị nhân nữa đâu. Chị lên đây. Còn ai? Quách Ngọc Ngoan. Come here. Và Hưng phải mời đúng một người này đó. Chị này còn nghệ sĩ hơn tất cả những người này luôn. Bà Liên Phạm. Xin mời chị Liên Phạm đến đây ạ. Cựu ca sĩ. Xin mẹ đến đây luôn. Rồi rồi. Chị Liên Phạm ơi, đứng đây em. Để em cái đây, cái đây. Hưng còn thiếu sót ai nữa, đừng có giận hờn gì nha. Còn ai không ta? Cái người đó không có mời được. Vâng, một chàng soái ca đúng nghĩa luôn. Kim Lý. Come here. Where are you, honey? Yes. Thank you. Tiếng tàu mới hiểu mà. Can you speak Czech? Yeah. Stay here. Where do you want to stay? Sit there, chị. Ok, dạ. Ok, chị là lùi. Các em lùi dần rồi đi. Nha. Các em dồn lùi lại. Nha. Dồn lùi lại mới chụp được hình được. Có ai không? Nếu còn thiếu ai xin lỗi nha. Chạy lên giùm Hưng kế. Đạo diễn Hồng Ánh. Chết rồi, trời ơi. Tại vì Hồng Ánh luôn rồi. Hồng Ánh ơi. Ôi trời ơi, siêu sao Minh Trang. Chị Minh Trang ơi, lên đây với em luôn nè. Còn thiếu ai nữa ta? Chị Minh Trang. Lên luôn. Không sao. Anh đây nè. Trời, Vũ Kiên Bình Minh. Còn ai nữa không ta? Nhạc sĩ Việt Anh. Nhạc sĩ Anh Khoa. Ở trên. Đây là thiếu người. Minh vào đây nè. Quất Ngọc Quang. Rồi ha. Thôi còn thiếu ai, tự động nhảy lên hơn nha. Đừng có giận nha. 1, 2, 3. Nếu khi nào có hình nghệ sĩ đông như vậy lắm luôn á. Em rửa ra bán. Rồi, thank you, cảm ơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn. Thank you.
Tin em đi, tin ơi. Văn Dũng, Văn Dũng đâu, Văn Dũng ơi. Văn Dũng, come back. Hãy xoáy ca mới được. Cái này gần Dũng này đứng gần đi, áo nâu, áo sòn nghe nữa. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ để nhạc nhẹ nhàng lịch sử. Yeah, muốn nhạc này nữa cho mọi người ăn uống cho mình nửa tiếng, sau này chúng ta bắt đầu chương trình theo kiểu khác nữa. Tà Phương, thưa bà con tổ dân phố, chúng ta tôi đã phát cái thư mời đi nó cả tháng nửa lý trời rồi mà vẫn có một số quý vị mặc đồ mặc đúng cái quy định nha, mà đen màu xanh tôi sẽ phạt nha các chị đó, mọi người cũng năm ly nha thì sẽ bắt gặp rồi. Ý kiến rồi hộ khẩu của họ rồi cái đó em sẽ tự phạt em không ngồi thôi chứ đứng chịu rồi sao nhanh vậy mới nhảy xuống rồi anh không muốn chơi ngồi đấy gì đâu máy đâu đồ ăn ngon lắm trời ơi chỉ có sức có hơn mới order ra nguyên món đặc biệt như vậy thôi nè mối tình tay ba này nè mẹ ơi biết cho mình nè. Ở đâu mà ra mình cho quả dừa chứ muối có tổng cái kiểu không có cái món gì à ngoài đây còn uống nước không đó à cuối cùng là yêu con heo đi heo chứ Kim, where are you? I'm here. Yeah, get in. Get in, Bing. Wait a minute. Wait for Kim. Okay, đi mẹ. Tay sai. 1, 2, 3, hi. Anh đi qua. Thế được anh. Mình sẽ không nói. Không nói. Mọi người lấy đồ ăn đi. Tôi đặt nhiều lắm. Trắng. Cái gì cũng tạo trong cả hết trơn á. Ăn dùng cho nó hết dùng đi. Lấy đồ ăn. Con có chết. Tôi sẽ đi chào bạn của đồng bè của họ nha.